Ok, thì sau quá trình làm sạch, bây giờ mình sẽ sử dụng dưỡng nhé, đó là mã 61. Mình dưỡng trực tiếp vào cái phần da nhựa cao su để mình cung cấp cái độ ẩm vào phần da nhựa cao su, nhất là làm bóng, và thứ hai là cung cấp độ ẩm vào, làm vào da nhựa cao su nó có sẽ có sự đàn hồi tốt hơn và không bị bạc màu, mà khi chúng ta dính đi vào trời nắng, cái tia UV, tia cực tím nhé, làm cho da có sự đàn hồi tốt hơn. Cái dưỡng 61 này thì có mùi hương chuối nhé các bạn nhé, nó rất là thơm, rất là mùi rất là nhẹ, đặc biệt nó sẽ không để lại độ nhờn trên bề mặt. Đó, mọi người nhìn thấy này, bề mặt này hoặc là phần lưng ghế nhé, mình sẽ giữ một lửa cho anh em xem nhé. Đây, mọi người nhìn thấy này. Đó, một bên chưa được dưỡng mà bên đã được dưỡng rồi, khác biệt hoàn toàn luôn, đúng không ạ?